Alo, bước đầu tiên á, sau khi mà chị cài đặt xong cái sao card rồi á, mà nó không có tiếng á, bước đầu tiên á, chị bấm này lên nhé, ngay chỗ cái volume nè, bấm chuột phải vào, đây, nó vào đây một cái, ok, nó sẽ hiện ra những cái khung này, ha. Những cái này á, là cái đường đi ra để chị gắn vô cái tivi. Còn cái đường này á, là cái sao card của chị nè. Cái sao card của chị là nó có cái tên này nè, ha. X-File ha. Nếu chị chỗ này mà nó không có cái chữ default device á, thì có nghĩa là cái nó không có ra tiếng, ha. Cái phần thứ hai nữa cũng là SB thì chị cũng phải bấm cho nó ra cái chữ này bằng cách chị bấm chuột phải vào trong cái này trên đây hoặc ở dưới đây, một là trên đây bấm chuột phải vào thì nó sẽ có cái nó ok viết sẽ bộ thì nó không có nghe tiếng đây và cái này ha, chị bấm cho nó ra cái chữ này vậy mà em ha. Ok, xong cái phần đó thì ok, qua cái phần thứ hai là cái phần thâu mà cái nhạc không có, mà một khi nhạc nó có rồi mà cái mic chị không có nghe tiếng á thì chị bấm vào đây ha. Ok, đây cái này là cái mic in của chị nè, nếu mà không có default communication device á, không có chữ này á thì nó sẽ không có tiếng, nó có chữ ready không á, thì nó không có tiếng. Chị bấm chuột phải vào để lấy cái chữ comedy nè, để lấy chữ này ha. Ok, chữ này cũng vậy, nếu là chữ có chữ default device đó, là có nghĩa là cái mic của chị đã hoạt động rồi. Ok, sau đó chị bấm ok sẽ nó xong. Ok, tiếp theo đó, thì chị bấm cái này, chị tìm ra cái chỗ mà chị setup rồi á, thì nó có những cái chỗ mà chị vừa cài đặt xong á, thì nó có cái chữ này Creative là cái chỗ mà chị đã cài đặt chương trình của nó rồi ha, nó nằm trong máy chị rồi, thì chị bấm vô vào trong đây thì những cái này nó sẽ hiện lên, chị lấy cái này ra ngoài phía ngoài cũng được hoặc là chị bấm thẳng vào đây cũng được ha, em bấm thẳng vào đây cho chị coi ha. Ok, bấm thẳng vào đây thì nó hiện lên cái này. Ok, toàn bộ những cái chỗ này để mình chỉnh cái tiếng của mình ha. Thứ nhất, chị bấm vào trong cái hình của cái loa. Nếu mà chị gắn cái headphone vào nghe á, thì chị bấm thì để như thế này. Còn nếu mà chị gắn vào trong cái âm ly của chị xài á, thì chị chọn cái những cái này ha. Nha. Rồi. Xong trả lại bấm ngược lại thì nó hiện lại những cái khung kế tiếp, chỗ này thì chị không cần có bấm gì hết tại chỗ này thì nếu chị bấm lên á, thì nó sẽ rất là ồn ào, mình thu nhạc không có hay ha, đừng có bấm này vô, đừng bấm này vô nha, để trống như vậy ha. Ok, cái cột thứ ba là tôi đi là cái chỗ này chị coi coi phim ha, chị không có coi phim thì đừng có bấm cái này vô, bấm cái này vô thì nó nghe cái tiếng tiếng ầm ầm giống như mình coi trong rạp phim vậy đó nha, đừng có bấm cái lỗ này này để trống vậy, thường thì nó bấm sẵn cho mình ở đây nhưng mà đừng 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 có bấm gì hết. Ok, cái tiếp nữa là cái này expire crystallize là cái chỗ này á, nếu mà chị bấm này lên thì cái tiếng của chị nó sẽ trong rõ hơn ha, kéo này lên, thường nó để default là cái để cái chỗ mà nó tự động á đó. Còn nếu chị muốn tiếng rõ hơn, trong hơn hay gì đó thì chị kéo lại nó đây thôi ha, thường thì để đừng có để cao quá cũng không tốt lắm ha. Kế tiếp nữa là ngay chỗ cái lọc equalizer ha, nếu chị để chị không có lọc cũng không sao, nhưng mà khi mà chị thâu nhạc với
ca sĩ hay là chị hát, chị cho hát cho nó tiếng nó hay ha, thì em khuyên chị nên bấm này vào, lọc cái này ha, bấm cái này. Thường là không lọc thì nó cái tiếng khi mở nhạc lên chị sẽ thấy sự khác biệt giữa cái lọc với lại không lọc ha. Bấm này lên thì nếu mà chị em thì thường chỉnh giống như vậy thôi chứ không có chỉnh cao quá. Thì nếu chị thích á, thì chị có thể chỉnh giống như vậy thôi. Còn không á, thì trong đây nó có những cái chương trình nó chỉnh sẵn rồi. Nhưng mà thường thì mình không có không thích vậy. Thì mình chỉnh của mình theo mình đó. Rồi mình cứ xem lại là nhớ nhớ lại đó. Giữ lại, cái, mình đặt cái tên của nó là cái tên gì đó. Không cần biết A, B, C, D gì đó. Đặt đó để giữ lại ha. Sau đó thì bình thường thì mở lên thì nó có sẵn vậy rồi. Cái tiếp là cái microphone này ha. Cái microphone á thì nếu mà chị không có áp phát cái này á thì chị không có chỉnh được cái echo ha. Chị có thể mở nghe được nhưng mà không có echo. Đấy. Bấm lên thì nó sẽ có cái echo. Đây. 1 2 3. 1 2 3 4. Đó. Thì tùy theo cái chị như thích. Nhưng mà thường thì để khoảng chừng chị thích echo nhiều thì để chừng 85, 86 gì đó trở lại thôi. Đừng có để cao quá, tiếng vọng nhiều quá không hay lắm. Ok, còn cái này là cái microphone level, là cái nhỏ lớn của cái microphone á. Nếu mà chị hát và chị mở nghe mà chị thấy nhạc lớn quá mà chị hát không nghe gì hết á, thì chị tăng này lên. Nhưng mà thường nếu mà tăng này lên mà nó hút nhiều quá thì xung quanh nó sẽ nghe được cái tiếng vọng, tiếng ồn ào của người khác nói chuyện hay là gì đó, nó vô hết trong đây hết đó. Thì tùy theo cái máy của chị, tùy theo cái microphone của chị nữa ha. Đó, để cao lên thì nó rất là ồn, xung quanh nó sẽ hút hết những cái tiếng bên ngoài đó, như vậy khi thâu nó không có hay nữa ha. Ok, thì em cũng chỉ nói sơ vậy thôi. Còn vào từng cái máy một thì nó sẽ có những cái khác biệt trong đó, thì chỉnh sao ha. Ok, còn cái cuối cùng này á là cái để thâu cái tiếng nhỏ ấy thôi. Thâu hơi thường là không không cần phải chỉnh cái này, nó nằm sẵn ở đây thì mình đừng đừng có chỉnh gì nữa hết đó. Cái cuối cùng đừng đừng không có chỉnh nha. Ok. Ok, còn cái phần kế tiếp á là cái phần thâu thâu nhạc bằng bằng cái này luôn ha. Em chỉ cho chị. Thì chị cũng vẫn vào trong cái chỗ hồi nãy nha, cái thiệp hồi nãy đó. Ok. Chỉ vô cái thiệp hồi nãy đó. Thì chị bấm lại cái có cái biểu tượng này nè, để em chỉ cho chị ha. Đây. Thì cái chữ này nè, Creative Wave Studio nè. Có cái hình hình có cái loa mà giống như có đây nè, thì chị cứ bấm vào cái biểu tượng này ha. Bấm lên. Ok. Bấm lên á thì nó sẽ hiện lên cái khung này. Ok, nó hiện lên cái khung này thì trong đây nó có cái nút thâu ở đây ha. Bây giờ chị trước hết đó, chị phải phải chỉnh nó để mà thâu cho cái côn của mình ha. Nha. Đây. Ok, trước hết thì bấm cái này ha. Tại cái này đó chỉ là new, chị mới vừa vào thì chị phải chỉnh cái này. Ha. Bấm cái phao nè. Bấm cái new. Nha. Bấm cái new xong á thì ở dưới đây nó có những cái mục, cái này nè, What You Hear X5 là cái chương trình của chị, ok. Còn cái khác á, những cái khác là cái thâu ở bên ngoài đó, mà cái này là chị không có xài được. Chị phải bấm làm sao có cái chữ này, What You Hear nè, nè y như vậy cho em ha. Ok. Đây. Speaker cũng vậy luôn nè, bấm hết cho em xong bấm ok đó. Ok, xong thì nó chưa có thâu đâu. Chừng nào chị bấm nút thâu nó mới thâu được. Ok, để em mở cái nhạc nhỏ xíu. Ok, bắt đầu chỉnh chị thâu ha. Ok, chị bấm cái nút thâu đây ha.
Bắt đầu chị mở nhạc lên. Mở đại cả bài này ha. Sau khi thơ xong thì chị stop nó lại ha, thì chị anh biết hướng dẫn thôi. Ok, sau khi thông rồi á, bắt đầu chị cắt những cái phần nhỏ này bỏ đi, đây bỏ đi. Ok, chị mở nghe lại ha. Ok, sau khi thâu xong là có cái phao này rồi á, bắt đầu chị sẽ giữ nó lại ha, xây nó lại bằng cách đây nè, bấm vô cái phao này ha, xây ở... Ok, xây cái bằng thí dụ đặt cái tên này là cái tên gì đó, test đi ha. Ok, bấm cái này xuống đây bằng cái này. Cái Microsoft này á, thì chị thâu ra cái đĩa CD được, CD hoặc là chị hát ở đâu cũng được hết á, thì thâu bằng cái file này ha, nhớ bấm vào file này. Ok, thì cái bấm save vào đây. Đấy. Rồi sau khi nó save xong thì chị vào cái chỗ mà chị save đó, chị mở lên thì nó sẽ nghe là y vậy ha. Ok, rồi có gì thắc mắc đó thì cứ liên lạc với em ha. Cảm ơn chị.